Chú ơi, có khu tư ở Sài Gòn á, là tìm tìm chú ba để giao cái này cho chú ba này. Cái này là cái cơ gì chú ba có thể chú ba ở đâu mà đưa một đống thì tôi không có gặm cái vụ này. Bà nào khu tư ở Sài Gòn á? Thôi thôi, khu tư ở Sài Gòn. Cái bà ngày hôm qua chụp tấm hình đó hả? Dạ. Tôi nói rồi, tôi nói tại vì mỗi người mỗi nhận. Mày đưa mấy cái này tôi cũng đưa, tôi về tôi bỏ đó, tôi cũng không có làm gì đâu. Rồi bả cái này bả lên điển, bả nhận điển rồi bả nghe tôi nói chuyện rồi. Thì bả vậy, nhưng mà thì đưa thì bả, tôi nói đưa thì nhận. Nhưng mà để lọc cái vài câu nữa coi nha. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Nam mô vô cực từ tôn Tây Thiên Bá Chủ Dương Cung Tây Mẫu. Nam mô Long Hoa giáo chủ Di Lạc Tôn Phật Cây Cơ Thánh Đức. Nam mô Di Đà Phật. Thôi, cái ý của bà nghe tôi niệm cái câu này á, mà tôi không có cái này đưa cho người ta, rồi bà ý vào photo rằng đặng cho ngượng miếng đặng ta niệm câu này con thứ một nè. Mình không biết đưa cái đó cái gì đưa cho chú ba đó, như chú ba tự giải quyết. Thì cái này đó là bản giống như bản photo bốn cái hồng danh nè quý vị, chứ nó không có gì loại gọi là Phật bảo hay là không phải gọi là cái thơ gì cả. Bốn câu Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Nam mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Dương Cung Tây Mẫu. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật Cây Cơ Thánh Đức. Nam mô Di Đà Phật. Chỉ bốn câu này thôi mà hàng ngày tôi nói hoài đó. Thì bà đưa cái này cũng như bà đóng góp như là photo để đưa cho mọi người đang ta đọc. Rồi không có gì, kệ cũng giữ ra đi chứ đây. Tôi với anh mà cái kim nữa có gặp bữa nào rồi nói chuyện, nhưng mà nói chuyện thì có duyên chứ quên lần hợp. Này chú ba, cái cô tư ở Sài Gòn đó rồi gửi cho chú ba cái gì rồi chú ba tính làm sao? Không thì cái này bả cũng như là mình có thường khuyên mọi người là niệm về cha đó, thì mình không có cái giấy rồi bả đặt cái này ra cái photo là như ai cho người ta đàn ta bả học á, giống như để học vậy thôi. Mình cho người ta đúng. Tắm một tấm hả? Đúng rồi, cho người ta một tấm để người ta đọc, người ta học. Chứ cũng không gọi là bà có lời nào cảm ơn. Bả tên gì qua bả tên. Từ đi. Thì đây thì cũng hôm nay thì Quynh Tư đó là cũng có đem một cái bốn câu của hồng danh của cha mẹ đó, thì đem xuống ở chỗ tu đình, thì không gặp tôi thì giao lại cho ba đứa em Hùng với gì ông tùm lum với Tâm nè, thì hôm nay tôi cũng có nhận được. Thì thôi thì cũng cảm ơn được cái lòng từ bi và cái lòng khai ngộ của Quynh đó, thì cũng được cái sáng suốt cũng làm đó thì cũng là tốt. Nếu mà mình làm gì ở chảnh rảnh đó thì Quynh cũng làm gì rồi, thay vì mình dặn người ta cái rồi người ta mất ghi, thì bây giờ ai gần mà Quynh muốn vậy cái thì Quynh đưa người ta một miếng khỏi ghi đó, là vậy là tốt. Quynh đó là cũng ổng khác nào mình giúp cho mọi người là nó dễ và nó nhanh hơn, chứ không có kiểu mà ghi để mất công á. Thì Quynh làm cái đó cũng tốt, cũng cảm ơn Quynh là được mở khai được cái trí huệ sáng suốt của cha mẹ rồi đó nha. Thì cũng chúc Quynh tới đây cũng khai mở lên nhanh nữa, rồi để giúp tất cả huynh đệ trong và ngoài nước lần lần ai cũng đều giống nhau được vậy, đó là hòa bình thế giới đó nha. Rồi tôi cũng cảm ơn Quynh Tư của ở Sài Gòn đưa cái này, nó giống như cái pháp bảo vậy nha. Nghe Quynh Tư nghe nói này kêu Quynh Tư mừng lắm á. Thì thiệt mấy những người mà nghe mấy clip tôi mà lấy số điện thoại mà hỏi là tức là những người đó là đang mở trí huệ hết đó, là tôi không phải là tôi nói theo cái miệng tôi đâu, nhưng mà sự thật nó gì. Rồi chào Quynh Tư nha, cảm ơn, gán in nhiều đi rồi tìm mọi người mình đưa vậy là tốt. Còn không ơi, chúc mấy ạ.
À, chú ba, ngày nay là ngày giỗ của ông ba, và chú ba đến đây là có cảm nhận vui sướng không chú ba? Không thì nãy Quỳnh Úc cũng có hỏi vấn đề đó, mình cũng có trả lời nãy câu nãy đó. Thì nói chung là đây cũng cái ngày kỷ niệm thôi, nhưng mà có một cái là thấy năm nay có cái quyền cơ đồng bào và đi cũng rất đông, đó là cũng có một cái trong đó nó cũng có một cái quyền bí rồi đó. Nãy tôi cũng gợi cái câu mày kêu bá tánh đâu sao đó, như nó cũng biểu hiện là nó có cũng có hơi vấn đề. Thì giờ để hỏi cái này thì tôi trả lời vậy thôi, chứ đi mà tôi nào giờ có đi bao giờ mà tôi thấy chỗ nào mà nó vui đâu, mà đâu thấy chỗ nào mà nó buồn, lúc nào mình cũng vậy thôi, đúng không? Nhưng mà cái ngày kỷ niệm thì dân tộc Việt Nam mình kỷ niệm rất là nhiều, rất là nhiều 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 cái kỷ niệm lắm. Rồi vậy đó. Mày kêu bá tánh lâu sau này là cái này là bên bên Đức Thầy phải không chú ba? Đúng rồi, cái đó câu của thầy á, mày kêu bá tánh lâu sau đến chừng rồng gắn máu đào chỉnh ghê, đó là của bên thầy. Chú thầy mà chú ba bên bên Uyuma mà cũng biết Đức Thầy nữa, biết sách Đức Thầy đó chú ba. Thì hôm nay tôi bật mí lại, tôi nói thẳng thêm một chút nữa cái clip này, tại vì nó nằm ngoài cái nãy giờ thì tôi cũng thông báo lại rồi, tất cả chúng sanh trên quả địa cầu đi, kia là chúng sanh rồi, tất cả huynh đệ mình là gà là cũng giáo lý đọc ngẫu nhiên ra thôi, đọc ngẫu nhiên cái này tôi đã có dịch rồi đó, tôi đã có dịch hồi 3 lít là ở dưới tại Cần Thơ mà mấy huynh đệ xuống rồi, ngày 29 của tháng 3 là ngày 21 ngày 20 của tháng 2 thì mấy ông xuống làm 3 lít, là qua cái ngày sau là ngày 30 là Kiều Nguyên Tá ông về Bạch Ngọc đó, là ngày 21 của tháng 2 ông về Bạch Ngọc đó. Thì tôi cũng có giải thích về vấn đề là Minh Sư này gọi, thì Minh Sư tôi bảo đảm tỷ phần trăm là chính là Đức Quỳnh Giáo Chủ đã trở lại, tôi đã dịch giải rồi đó. Thì bây giờ tôi kêu bây giờ tin không tin thì để ý đó, để ý chứ đừng phỉ báng, tại vì thầy là nói rồi, chớ nên bắt bẻ Phật thầy ngày sau phải chịu đọa đài chớ than, thấy không? Rồi cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan đó, thì những cái câu này đó là toàn bộ là những cái ngày tháng năm thầy trở lại hết, thấy không? Mà nếu phỉ báng thì bị đọa đài chớ than, tại vì tôi cũng có nói giải về vấn đề chỗ chạy bỉ thiện đó. Rồi đó là phỉ bán là tà đạo, với những cái người mà đi chung với tôi là cũng mấy người đã tự là thác như trong trại bỉ thiện, là qua được dịch này ba ông đó cũng phỉ bán, thì cũng là phỉ bán là tà đạo, thì dịch rồi cũng mất. Nhất là cái ông ở tại Lai Dung á, tại Lai Dung đi lên một chút á, hai vợ chồng á, mà cái ông đó phỉ bán mới nặng nữa, ông phỉ bán một cái ông nói tà đạo này, gặp ổng này rồi ổng nói cái bằng dữ lắm, rồi cuối cùng ổng đi làm thuê cho người ta ở dưới Bến Tre đó, thì làm thuê cũng đồng đạo thôi. Nó thì đang chạy chiếc xe đó, tự nhiên cái xe ngựa á, nó cái này là của hổm tôi chỉ nói thôi chứ tôi chưa có kể, mà này không phải là để mình lôi móc ra về vấn đề này cái xấu và cái đẹp, nhưng mà nay hổm tôi có nói gợi nhưng mà rất là nguy hiểm. Thì nó ổng phỉ bán nặng lắm, ông đó phỉ bán nặng nhất đó. Mà ổng là hát năm nay như là 3 năm rồi, ổng tuổi với tôi đó, tuổi dần luôn đó. Mà lúc trước thân lắm, hai chồng tôi thân lắm, mà ổng thấy tôi đi vậy ổng làm dữ lắm. Rồi cuối cùng là ổng mới với Bến Tre mà đường đi về Bình Đại á, chỗ cái khu du lịch của Bình Đại, đường về đi về Bình Đại của Bến Tre là cái chỗ đó nó rộng lớn lắm, mà cái khu du lịch của người ta đó là nó có ngựa mà để cởi đi, có xe ngựa thì ổng đi chợ ông ra đó, không biết ổng tự nhiên ổng tung vào con ngựa đó, mới tung vào con ngựa biết cộng giáp này nè, cộng giáp này nó sát gạt gì để mang á, mà tự nhiên cái tay ổng thọt luôn vô trong á, thọt luôn vô trong đó, mà cái tay tới chừng mà công an là ăn kết là không có cách lấy ra đó, nó vậy đó, nó thọt vô đó bắt đầu nó lôi ổng, nó làm cho ổng cứ bằng bộ đầu lòng đó, bằng bánh lên chân, rồi đưa lên trên Chợ Gãy, đưa ở đó Bến Tre rồi không em đưa Chợ Gãy rồi
banh nó ra rồi hát vậy đó. Cái đó tôi nói thật. Rồi vợ cũng sao là vợ cũng hát luôn đó. Rồi tôi nói cái ông mà nhất nè, cái ông này lúc tôi làm lúa ở ở mà Cô Tô á, thì đó là tôi ở ngay chân chỗ tôi ở ngay chân bệnh viện của núi Sập mà tôi có thuê văn phòng ngay đó. Tôi ở tại đó rồi sáng bữa nào cũng qua bên chợ uống cà phê đó. Mà cái ông này, ông tên là ông Bao Hòa, ông này tôi nói thiệt, ông hồi vô lý của ông một cái thôi đừng có nói tới, mà sáng bữa nào ông lại đó ông nói chuyện là mình nên ông nói chuyện không, ông nói chuyện hay lắm, vô lý ông kêu bằng cái vô lý nào ông cũng thuộc, nó thao lao bất thiệt chứ. Cũng vậy đó, ông gặp tôi á, rồi vụ trồng cái lúa thiên đàng, rồi ông bữa nào cũng nạp tôi chứ, thì cũng mất, cũng mất tiêu. Rồi có mấy ông ở vòng đó đó, rồi cũng nói là bị tai biến, ông nào nói nặng thì Thiên Long bắt bộ diệt luôn. Tại ông nói là chớ nên bắt bẻ hoặc thầy ngày sau phải chịu đọ đài chớ than, rồi nó cũng chưa chắc gì được gì nó cũng gọi nữa đó. Tôi nói thật, bởi vì tôi mới nói là bước vào tháng 5 tới này á, tôi có đã có nói trên mấy clip trước đó, từ ngày 18 tháng 5 tới nó sẽ nhiệm màu tới đó, mình để ý đi đó, mình phải để ý là ai mà từ ngày 15 nhất là phỉ bán chú Trọng mình, chú Trọng mình một vị lãnh đạo đất nước của mình, ổng là vua Minh Vương hiện giờ đó, tôi nói thật luôn á, thấy không? Rồi hai phỉ bán hai cha một mẹ là Minh Sư á, rồi sẽ thấy. Rồi ba mà cứ mà nguy của chúng sanh thì sẽ thấy, thấy không? Cứ la 10 phần hết 7 phần 3 hoặc là không tu mà sẽ chết đó, rồi đây sẽ thấy. Nó thành ra là tôi mới kể chút xíu sơ sơ chút để cho đồng bào trong nhà ngoài nước và huynh đệ mình là không phải là tôi dập lá mà tìm sâu, nhưng mà cái đó để mình để nói để tất cả huynh đệ mình để ý để làm chi. Nó tới đây là để nó vào cái nhiệm màu rồi, mà hai cha một mẹ mình là sự thật rồi đó, chứ không phải mà tôi nói mà để mà nhã mạng tấm cao của tôi hay là ỷ này kia đâu, không có phải vậy đâu. Nhưng mà tại vì tôi biết được thầy nói điên biết chẳng lẽ làm thinh, bây giờ mình biết á, mà mình không nói á, để cho mọi người phỉ báng như thế đó, người tới đây nó rất là nhiều cái sự đó lắm. Thành ra tôi nói nhất là huynh đệ mình dòm kỹ lại cũng giáo lý một chút đi, rồi hòa bình thế giới lẹ lắm. Tất cả huynh đệ mình nói tâm giáo mình nó cũng đừng bây giờ nó nói chuyện cái bằng ra cái bằng các đạo tà mua khéo âm thầm đó, thầy đã có nói đó, các đạo tà mua khéo âm thầm ta không tránh tẻo lâm mà khổ, chúng nó xuống phiên găng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh hai năm linh theo nó tập thành xa cầm bẫy có mong sống chót. Người ta thấy như vậy, người ta gặp tôi nói đó, người ta cũng cho là tà, mà cãi đi tà với chánh thì không sao hết. Nhưng tất cả mọi người phải nghiên cứu lại đi, rồi tà chánh dễ nhìn lắm, thấy không? Rồi đó, gắng cố gắng, rồi tôi mới dập ra một chút xíu vậy thôi, rồi để ý. Rồi tới đây nó tới nhanh lắm, huynh đệ và đồng bào. Rồi. Bây giờ, cái clip này thì cũng để... nó cũng đột sức mấy huynh đệ thấy nghèo vậy đó, rồi thôi rồi mấy huynh đệ sẵn cái cũng quen clip này rồi có sơ sức gì đó, đồng bào trong nhà ngoài nước huynh đệ là cũng thông cảm nha, chứ này nó không phải là mấy đệ này quen clip rồi sẵn vậy đó, mấy huynh đệ quen luôn rồi. Chỉ chúc đồng bào trong nhà ngoài nước mở khai chứ về dạ. Tôi nghe nói mà không có biết là nói là hùng nghe đó nghe. Em bởi vì em nói với huynh nghe đó nè, huynh nói đó đúng, huynh hỏi những cái đó là huynh là có cái sự sáng suốt đó, có thật. Mình nói cái tổng đài này, mình nói cái tiếng tổng đài này cho sự thật đó là điển quang của cha mẹ là một hoàng thượng đế bây giờ đã phủ hết quả địa cầu này rồi, đó là huynh thay huynh nói là kia là tổng đài thôi, chứ sự thật cái đó đó là trên Ngọc Hoàng Thượng Đế đã đưa phủ hết tất cho các con là cái tôi nói tổng đài á, cái này là chỉ có mấy người thôi là người ta biết được cái điểm cái này cái kia là phủ, người ta nhận được. Mà nếu như anh nói vậy phủ về là tất cả đều được sao,
Không, nghe em nói là không, em không phải là cắt lời anh, tại vì tất cả đều ai cũng nhận được hết. Tại nguyên nhân một người được rồi lần lần được lên nó mới nhân lên là mới hiệp nhất, mà hiệp nhất đó là mới là tam giáo nguyên nguyên, thấy không? Thầy đã viết rồi, đến ngày hôm nay tôi nói thật gì với huynh hỏi đó, nhưng mà không phải một người đâu, nhưng mà một người được nè, rồi thầy mới nói nè, Phật chỉ dạy quy tam lập hội dựng cho rồi một cội thành ba, trong tam giáo ăn cần mở đạo trường mẹ ban cuộc đáo như xưa, đưa xuống một người nhận thôi. Bây giờ một người nhận mình nói Di Lạc nhận đi, rồi Di Lạc, từ Di Lạc đó người ta mới là đi phát ra, tức là người ta đi tới đâu mà nhiều khi huynh cũng không biết cái ông đó nữa, làm sao biết, thì ổng đi tới đâu ổng sẽ có một cái quyền năng đó, ổng đi tới đâu ổng sẽ nói chuyện, hay ổng không nói chuyện, ổng đi tới đâu là đều ban giải lần lần được hết, tại vì đó là làm cái hữu di. Rồi du di thì cha mẹ mình giống như huynh đã nói nhận được là có đó, nhưng thì em nói huynh nghe đó, tại vì á cái ma với Phật đều giống với nhau, thì bây giờ mình nói giống như huynh nói vậy đó, bây giờ tất cả tổng đài đó là cũng nó từ ở đâu nó đi ra, nó cũng từ ra là của cha mẹ mình xuống, rồi những người tài trí cũng ra sự thật, rồi những trong du di tâm linh nó cũng giống y vậy đó, nó không khác gì hết đi chăng. Không, rồi. Nhưng mà em nói rồi đây nó sẽ nhân ra hết qua địa cầu được hết. Đâu có, đã nói với huynh nghe bây giờ là cha mẹ mình đưa xuống hết rồi, để tử ra một người thôi là sẽ thành đạt hết, là bắt đầu là mới vào. Thì đó, thì em mới nói tổng đài, nhưng mà từ cái tổng đài mẹ rồi đến tổng đài con lần lần nó đạt hết. Bây giờ mới kêu gọi tâm giáo nguyên hoặc gọi sao mới hiểm nhất. Bây giờ nè em nói cặn kẽ nhẹ cho huynh thôi, cái này cao đài hiểu gần lắm. Cha mình là đại thượng đế, rồi các con hiện giờ là Phật thánh tiên, mình mới bắt đầu là bắt đầu mình tới đây bắt đầu mình sẽ nhận gì, mình nhận là mình là thượng đế, là tiểu thượng đế, mới hiệp với cha mẹ mình là đại thượng đế, là nó tới giống như huynh nói vậy đó. Nhưng mà một người thôi lần lần nó sẽ lên thành thế giới đại đồng tới, chứ không phải một đâu, một chỉ một người là nhận được để làm nhiệm vụ thiên vụ thôi. Rồi em hiệp nhất là y như huynh nói vậy đó, chứ không, nếu mà có một người hoài sao được. Một người á là thí dụ hai cha hai mẹ mình là càng con vũ trụ, tôi nói nha, rồi tất cả các con muôn loài vạn vật qua lá qua cây trên quả địa cầu này đó đều chỉ một mà thôi. Ừ, cái đó thật là nó vậy đó. Rồi huynh để ý là nó đạt tới mức độ đó, nếu mà huynh mà nhận được như vậy đó, từ từ rồi huynh sẽ ngộ ra, huynh sẽ hiểu à. Rồi có duyên thì làm luôn đi, đợi mai lộ cho nữa hả. Rồi cái vụ này để huynh em mới nói huynh nghe như thế này nè, huynh không, huynh nghe em nói nè, tại vì bây giờ á mình đừng có nói là lộ cơ hay là không lộ cơ gì, bây giờ mà không, tại vì huynh nói vậy thôi, chứ tôi nói giờ này là cứ việc mình nhận được gì cứ việc làm ngay liền, đặng chi á nó mới lan tỏa ra mới hòa bình thế giới, để nó đâu kịp cái thời của mà cái thằng nó đang bấm nút đâu. Nó bấm nút một cái huynh biết là bao nhiêu ngàn km thôi, bấm lại không, bởi thành ra bây giờ ai cũng nhận mà rất là nhiều người nhận cái rồi nói gì, việc này thiên cơ không bất khả lậu, không lậu, ủa mà không lậu rồi đợi chừng nào nó lậu. Bây giờ từ đây tôi nói, từ đây còn có mấy tháng hòa bình thế giới, đợi chừng nào thì cứ việc mình nhận được gì rồi ngồi với bàn dưới luận đang coi chân lý giống nãy giờ đó, cứ việc bàn luận rồi huynh đệ mình để ý rồi mới xem. Chứ giờ này tôi nói sự thật, huynh nói bất cứ việc gì không ai bây giờ làm huynh được cái gì, yêu cầu huynh vừa nói vừa lấy tình thương là đủ rồi. Không ai mà thiên long bát bộ gì không bao giờ là hại những cái người này được. Cái người mà biết rồi để mà thương yêu nhau là cái đó là Phật rồi, là Bồ Tát, là Thượng Đế rồi, còn cái gì nữa. Khi nào mình nói lời phủ định, mình muốn hại chúng sanh, mình muốn mình nên mình biết không à, rồi mình hại chúng sanh, mình nói ra không tu thì chết, rồi bắt đầu 10 phần hết 7 phần 3 mình nói những lời đó, cha mẹ hiện giờ không cho nguyên nhân nào. Bây giờ mình biết mình phải tìm mọi cách, thấy không?
tìm mọi cách để làm gì, à, mình phải xen vào đó để làm chi rằng mình lần lần mình sẽ cho huynh đệ giống như mình. Bây giờ cho cái hoài sợ lộ hoài rồi rồi chừng nào nó mới hết lộ, thấy không? Bởi em nói huynh nghe, em không phải là cái người cao đâu, nhưng mà cái việc gì nó lộ là phải lộ, tại vì á, việc thiên cơ nó xong. Bây giờ mình lộ ra thực hành thiên cơ, mình biết cơ quyền cứ việc làm, không có sao hết chứ, em bảo đảm. Huynh cứ vậy đi, huynh đại vậy đi, thì em nói vậy thôi, rồi tùy theo huynh. Dạ. Dạ. Bây giờ em mới nói với huynh nghe nè, bây giờ em á, em sự thật, em tầm trong cuốn giáo lý của thầy thật, rồi rồi em mới tầm ra từng người, em mới thiền định. Em thiền định là trong một, huynh, em mới thiền định ra là trí huệ mở, là trong lúc tỉnh táo y gì luôn, là nhiệm vụ nhận y giống như vậy luôn, nha, y gì và cái thực hành y vậy luôn. Mình là ai là ai? Bởi vì lúc đầu em mới lên em bên bên bữa bên gì bên Đức Cô Quảng đó, thì em nói Đức Lục Tổ, em nói rất là nhiều về chuyển kiếp em nói. Mà bây giờ nếu trường hợp biết mà mình không nói, tại vì những cuốn giáo lý của thầy đã viết trong đó rồi, sao những cái người này nó ra xuất hiện ra thì cứ việc nói, mà thực hành thiên cơ chứ không phải nói thiên cơ, đâu có tội đâu. Tại vì thầy nói thiên cơ cũng tội, mà nói đúng cũng tội, mà nói sai cũng tội. Nhưng tầm vào đó thực hành thiên cơ để giải được tất cả những nghiệp chướng cho tất cả chúng sanh, thầy có để trong đó từ cái nào để giải được, thì bắt đầu mình tầm vào đi là nó sẽ ra được một cuốn đó, nó ra được rồi mình thực hành. Như bây giờ tôi nói, từ hôm đó giờ tôi nói, tôi biết bao nhiêu người ai không biết. Đầu tiên mấy đệ này, nhất là Tấn Dũng, nó nghe tôi nói nó không dám lên. Rồi tại sao Hùng Thiện Nguyện lên đến ngày hôm nay? Nếu tôi đã sai thì Thiên Long Bất Bộ Quốc tôi đâu được như ngày hôm nay. Mà càng ngày á, thì ai cũng ham mộ, mà càng ngày á, rất là nhiều người mến, thấy không? Tại vì thầy nó làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Nếu mình đã nắm bắt của cái cơ quyền là thiền định rồi, thì mình câu thông được rồi với cha mẹ, thì cha mẹ mình làm là mình làm, mình làm là cha mẹ mình làm, có gì đâu tội mà phải đi giấu giếm. Mà giờ này nếu giấu giếm kịp với cái thằng khoa học không? Không kịp, tại giờ này ông phải cho cử người để đi thực hành thiên cơ để làm nhiệm vụ, rồi đều giống nhau và đồng nhau cả địa cầu này, hòa bình thế giới, giao thời Phật Đức liền hai tin, thì tạm thời đó đi. Rồi tôi nói gì đó rồi tạm thời đó, nhưng mà tin không tin đừng bao giờ phỉ báng, tin không tin đừng có bao giờ mà nói là tào lao bất xế hay là lừa đảo kiếm tiền kiếm bạc, đừng nên nói gì, để ý rồi mình chỉ để ý thôi chứ đừng bao giờ thốt lên đó. Tôi nói thật, hoặc là những cái trong cái clip này á, nhiều người ta bình luận á, yêu cầu cái lời bình luận của mình mà nó phỉ báng hay gì, thì nói à, bây giờ chỉ nói là mừng quá thôi. Yêu cái mừng với cái bình luận, hai cái đó cái bình luận xấu đó thì hai cái đó đều giống nhau, mà giờ mừng quá đi, để im cái lời phỉ báng lên chút đi rồi để ý đi, thấy không? Nói giờ tôi diễn hành á, những cái bầu trời như thế nào, mặt trăng như thế nào, cái khí hậu như thế nào, lần lần bây giờ rất là nhiều người á, bình luận vào à, huynh ba chú ba gì nói bây giờ sao nó giống nhiều rồi đó, thấy không? Mình để ý nữa, mình dòm cái mặt trăng của ngày rằm, rồi mình dòm khí hậu. Khí hậu bây giờ mấy ngày nay á, là tôi nghe của cái khí hậu của đài của Việt Nam mình thôi, đừng có nghe của bên tàu lao bất xế, rồi mình sẽ nhìn vào đó đi. Cái khí hậu bây giờ lần lần nó rất tốt cho Việt Nam mình. Rồi tôi nói cái chuyện gì diễn ra lần lần, người bắt đầu tới từ ngày 18 tháng 5 tới, bắt đầu người ta càng ngày càng tin. Mà nếu càng ngày càng tin thì cái dòng ngâm lưu lực lượng ánh sáng điển quang nó sẽ đi nhân ra từ từ, người một người hai người, lần lần nó nhanh lên liền, nó lẹ lắm đó. Thành ra nói với huynh nó nhờ như thế đó, là huynh sẽ để ý được. Rồi à, sẽ thấy, rồi huynh đệ mình còn gặp hoài mà, thấy không? Mình đâu phải gặp huynh đệ mình đâu, còn sau này còn rất người nữa, nhiều người nữa. Người ta bây giờ, người ta hiểu được, bây giờ người ta mời đi khắp nơi hết. Nhưng mà tôi đi lần này về tôi sẽ đi. Nguyên cái mấy huynh đệ này là đi suốt đó. Tôi đi về chuyến này rồi để huynh đệ mình sẽ xem. Yeah. Rồi thôi vậy mình hôm nay vậy thì gác đi, rồi hôm nào mình gặp lại. Cô huynh cứ việc ngồi đây nói chuyện, đừng có sợ nữa nha, là em biết được gì cứ việc làm đó. Thầy đã nói việc thiên cơ cũng có tỏ hết rồi, ai biết chi, việc phải cứ làm, cứ việc mình làm, nhưng mà làm cái gì nó lợi lạc, nói cái lời là cho nó lợi lạc cho mọi người, không cần lo
nói cho mọi người á, giống như lại của thầy nói thì nó tốt hết, không có vấn đề gì đâu. Đừng bao giờ mình rủa, mới cứ làm mười phần hết bảy hôm qua rồi rủa hoài rồi kêu phiền tu rồi trở lại rủa, thấy không, làm gì vậy, rồi cuối cùng rồi thất kỳ vọng tưởng lánh chân đường lành, thấy không? Rồi mình biết giảng nói hoài à, tất cả huynh đệ thường nói à, đốn củi 3 năm thì đốt 1 giờ, nhưng mà mình đang đốn đã đời cái tự mình đốt mình cũng hay luôn, rồi mình cho mình là giỏi là cái tôi cái ta không à, không phải tôi phỉ báng là huynh đệ, nhưng mà nói vậy đó, cặp đây có huynh ở đây rồi tôi mới kèm thêm để mình đây mình để ý đi, rồi những cái gì mình sẽ chuyển lại mới hết và học thẳng vào một cuốn đó thôi, lúc nào tôi cũng phải cân nhắc học thẳng vào một cuốn nó ra hết rồi thôi. Vậy chào huynh nhé. Rồi chào đồng bào trong và ngoài nước và tất cả huynh đệ mình. Rồi hẹn những clip khác. Rồi chúc tất cả đồng bào trong và ngoài nước huynh đệ mình sẽ nhận được lực lượng ánh sáng điện quang này, rồi trí huệ ai cũng cao lên hết. Chú ba, chú ba đi cái chuyến đi Thái này là bao nhiêu người chú ba? Không, tính đi đông lắm nhưng mà cuối cùng không có đi đông được. Chỉ có đó mà đi cái thức, đi cái thức nào đi lên trển được? Không, bằng cái gì? Không, đi bay, đi máy bay. Máy bay. Thành ra giờ không có đi đông được, để chuyến đi Lào á. Sao nói cho mấy anh em YouTube đi theo đúng rồi chú ba? Không, Lào chứ chuyến này đâu có đi được. Dầu có đi đi hết bo, mấy ông có cũng đâu đi được. Để chuyến Lào về làm đi. Về làm mà vua làm hết bo đi, mấy huynh đệ làm lẹ đi rồi. Chuyến Lào này đăng ký đi. Chuyến Đà Lào này đi nhiều, gần đây đi xe dễ đi lắm. Cũng nhẹ phí. Như là mình cũng có lệnh ở bển, mình đi qua bển ha chú ba? Nói chung ai cũng đều có lệnh, yêu cầu mình có người cái tâm quyết thôi, ai cũng đều được hết. Tới đây á, tất cả ai đều cũng có một cái sứ mệnh, ít hoặc nhiều thôi. Rồi tới đây, tại vì mới nói đó, mình sẽ nhìn thấy là nó biến chuyển nhanh lắm. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp mà nó lẹ lắm, nó phải giống như mà năm 39 tới giờ đâu. Cũng có một cái số cô ở ngoài Gia Lai á, là định là chú ba đi Thái dời, định mời mấy anh em YouTube với chú ba đi ngoài luôn là thì vậy đó. Thì tôi đi chuyến này về rồi đó, là mấy huynh đệ chọn giống như mình, cái bàn mình cũ lại, rồi mấy huynh đệ nghe tôi nói là bây giờ mình 5 người mà nó ra 1-3 người, bây giờ trở lại 4 người thì 4 cũng được, 5 thì ngũ hành mới thì 4 cũng là tứ trụ mà 3 cũng được, nhưng mà giờ có đủ 4 lại thì tốt. Rồi bây giờ mình bày lại một cái cho nó hiệp với nhau, là thương yêu nhau, cứ việc là đi quay đi, rồi đừng có nghĩ vấn đề dân qua lại, rồi anh em mình gì tiến qua tiến lại nó buồn, thấy không? Tại mình tìm vào một cái thế giới đại đồng cho quả địa cầu này. Từ cái quay YouTube này, không có quay YouTube này thì cũng không nhân rộng được. Thì mấy ông cũng là toàn bộ những người sứ mạng, không chứ không ai là khác hết đó. Tại vì chúng sanh trên quả địa cầu này đều là sứ mạng hết, nhưng mỗi người sứ mạng cao và thấp chứ không có gì hết. Nhưng mấy ông là cao nhất đó. Chứ không có mấy cái này làm sao bao nhiêu người ta biết tôi, thấy không? Thì nhờ cái đó rồi mà biết tôi được, rồi cái sự lợi lạc không dài, mấy ông thấy không? Thì càng ngày tôi được mở ra được, rồi anh em mày thấy không, mới họp lại, rồi tất cả mọi người họp lại. Bây giờ tôi thấy những cái bình luận rất là nhiều người ta đang mừng đó cũng nhờ các huynh đệ, là cũng có một sứ mạng, và nhất là hùng đầu tiên chứ, đúng ra cái này của Tấn Dũng á, mà tại vì Hùng với Tấn Dũng con thứ à, mà cuối cùng người Tấn Dũng nó liền tôi, nó quay rồi nó không dám lên, rồi chỉ Hùng dám lên, tới giờ thì nó mới thành đạt. Vì nói chung ra cái gì nó cũng có nằm trong một cái gì sứ mạng và một cái thử thách. Cái đó là thử thách cho tôi à, bây giờ này nó như vậy thì mình có chán nản trên cái con đường là mình bỏ không, nhưng mà tại sao tôi phải đi tìm người khác rồi gặp Hùng? Thì Hùng á, thì chỉ có Hùng cái tên tôi thường nói đó, Hùng là mới là tâm, là đại Hùng mới đại lực đại từ bi, rồi Dũng á, là cái tên Dũng là Dũng nó bị yếu thấy không? Thì cũng nhờ đó thì nói chung ra đúng sai đi chỉ một thôi, nhưng mà mình giải thích để cho mấy huynh đệ có một cái tinh thần và mạnh mẽ lên tiếp tục và kết liền với nhau. Rồi đây mình một bè, rồi đây cả thế giới này đều hòa bình tới, tôi nói cam đoan rồi mà. Rồi vậy đi. Rồi nếu mà đi Gia Lai với mấy người cô bánh là đi bằng cái gì chú ba? Xa có xa lắm không? Nếu mà mình đi Gia Lai mà mình kiếm xe 7 chỗ đi. Quay về nè mới mất ngủ heo nè đổ xăng đi. Cho nó khỏe chứ cầm không lẽ cầm chiếc xe Honda mà chạch rồi lâu. Để coi để heo nó có duyên nè, về rủ heo với gì đó. Đâu ơi.
nếu mà xe nhà thì đổ xăng mình đi thôi. Vì mấy huynh đệ đấy. Chú ba đi qua Thái định là bao nhiêu lâu mới về? Chưa biết, tại vì tùy theo. Mình đi đi rồi tùy nhân viên. Cái đó không có định nhà được. Nhớ về có bằng hoài vậy luôn nha chú ba. Hả? Về nhớ về có bằng hoài vậy luôn nha. Thì về, về có quà mà. Quà cho mấy anh em rất vui mừng ha. Nói chung ra là rất là nhiều người vậy. Cái bên Linh Căn này nè. Bên Linh Căn này toàn bộ là như là cái nếu mà 100% á, nó hình như chưa được 50% học sách. Nếu tôi biết thấy ai cũng vậy. Rồi nhất là những người bên cũng bên mẫu có người ta cũng không, người ta tự ta nhận viên á, tự nhiên người ta ta thờ phượng mẫu mẫu với cha thôi. Tại vì á nói chung ra đó là nó cũng có một cái xây chuyện hết à, nó xây chuyện qua địa cầu mình đi thế nào, ví dụ là mình có trở lại như thế nào mình nhớ lại cái phần em nói với huynh nghe đó, cái phần mà chuyển á, cái phần chuyển tiếp nó có thật chứ không phải không có. Nó, cái luân hồi của trong quả địa cầu này toàn bộ là không một ai mà vượt ra khỏi cái tam giới này được hết, toàn bộ. Nhưng mà mỗi người xây chuyển lại, có thể là mình biết mình là ai và mình làm gì được, có thể phải học từ giáo lý tùy theo, nó phải nó tự phát nhất, nhưng trở lại phải tìm về chánh đạo. Cái tự phát của mình bảo đảm không bao giờ thành đạt được là nguyên nhân. Ủa dạ. Thì nói tự nhiên đi. Thì em mới nói huynh em không phải là một người thầy đời, thấy không? Thành ra đó là mình phải nên nhớ kỹ lại là không phải tự phát lại là tốt, mà không phải học lại mà tốt. Hai cái này đều song song với nhau. Mình phải tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo câu của thầy nói, rồi của bên ngoài đó vậy. Chứ là nếu mà mình cũng tìm lại trong của cái thời cuộc như thế nào là mình sẽ hiểu lại. Tại vì bây giờ mình học vào giáo lý và cùng chung với người không học giáo lý, mà nếu mà mình nắm bắt được là cái chỗ nào, nắm bắt được cái ẩn nhẫn là cái bằng là phải là con người mình phải là trả về thật, mà trả về thật hiện giờ trả về thật tôi bảo đảm là nhận điển hết. Tại vì thời ân xá là đàm một lúc sau không tu đặng được hưởng nhờ thầy viết rõ ràng hết. Bởi vì thầy nói học xong chữ nhẫn thì niết bàn không xa, nó rất dễ hiểu. Bây giờ tôi nói không học ngày nào, nhưng ngày hôm nay nhớ cha nhớ mẹ thôi, bao nhiêu đó cũng nhận điển. Mà người đã nhận điển được rồi đó thì nói với huynh nghe là mình làm việc cha mình làm, là mình làm là cha mình làm, đều là điển quang hết, không lọt vào một cái vấn đề gì nữa cả. Cái đó là tìm về giác tánh chân như, bản tánh chân thật của mình là đạt đạo tại thế hết. Bởi vì tại sao quả địa cầu thầy mới dám cam đoan là ân xá rồi, mà giờ mình tìm vào là tận diệt là cái gì? Là do mình học chữ nghĩa cho thông cho thái, rồi đặng xe xua đặng cát xe tạo. Rồi bây giờ mình chuyển trở lại mình làm việc cho cha mẹ, mình nghĩ cũng là cái tôi cái ta, và mình để cho nó mượn ra vô cho mình không dám đóng trở lại để tìm về giác tánh chân như. Nó mượn hoài thì cái này cũng là không đạt được. Chứ cái người này tôi bảo đảm mà đóng cái bụp lại Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn yêu cầu bao nhiêu thôi, 24/24 là xả lỏng hết, nhận liền, là tự nhiên là phát vệ ngay liền. Nó lẻ lắm. Tại cái thời này là cái thời là gì? Thời quỷ diệt. Thời quỷ diệt cha mẹ mình đem điển quang, lực lượng ánh sáng điển quang xuống hết cho các con đấu lại là đạt đạo tại thế, ma dương không phải nhiều. Nó lẻ lắm. Nhưng mà tại vì mình cũng cái gì? Cũng cho mình là ông này và bà nọ, thấy không? Rồi bắt đầu cho nó đi ra vô, nó mượn thì làm sao mà đạt nữa. Đạt là đạt của cái kia, cũng là điển, nhưng mà nó điển hai bề, Phật ma Phật mới ra dở tuồng. Nó vậy thôi. Mà mình ngộ cái yêu cầu nhớ cha nhớ mẹ thôi là đạt liền. Mà nhớ cha nhớ mẹ là trở về chánh đạo hết. Bế thầy có dạy trong đó rõ ràng bạn. Học không cần thiết giờ này. Yêu cầu lấy tình thương xóa hận thù và buông lỏng ra hết. Rồi bắt đầu á, là quả địa cầu ngày xưa thầy để sao lưu ly hổ thích. Cái quả địa cầu này không phải là như vậy đâu. Cái quả địa cầu này bùng đất tất cả cây cối đều tất cả huynh đệ mình hết. Nó mới trần chất trồng chất bao nhiêu giờ, hiện giờ 72 tầng địa ngục đó, bây giờ nó lưu ly nó nằm ở dưới. Còn bao nhiêu toàn bộ là xác
con người là sắc huynh đệ, sắc tất cả muôn loài dân vật và lá coi cây đều huynh đệ mình đó. Bây giờ em nói với huynh nghe, bây giờ nó dễ tu lắm. Bây giờ mình không có xưng mình cái to cái ta, tất cả gì trả về không, trả về không, cứ việc có không, không có, có không, không có là chỉ là một mà thôi là ok. Không cần chấp vào ai, không cần thấy người kia đúng hay sai, tất cả gì dân dân đều là mình nghĩ là đi đâu cũng là huynh, đi đâu cũng đệ, đi đâu cũng đúng, đi đâu cũng đúng, đúng đúng là nó đạt liền, nó mau lắm. Từ cái chỗ mà đúng đó, từ chỗ đúng là không, không chấp không nhất thì lần lần trí huệ mình nó cao, tại ân xá là nó nhanh lắm. Từ đây thì sao vậy, tôi có nói hoài đó nè. Bây giờ nói cái câu thứ ba hồi nãy nè. Thì nãy em cũng có điểm theo vấn đề của cái cô này đó, thì em có nói đó, thì tùy theo thôi chứ em cũng đâu nói đúng hoặc sai, tại vì sai đúng em đã nói hồi nào giờ, đúng sai chỉ một, ăn thua mỗi người nó có một cái trí huệ riêng thôi. Tại vì tám dạng bốn ngàn pháp môn mà như huynh là không nói thì đó là cũng được, là tại vì mình biết khiêm nhường đó là tốt nhất. Thành ra những cái huynh đệ mà ngồi bốn năm anh em mà bàn luận đó, mà nó không phù hợp với cái người kia thì mà mình yêu cầu mình nhẫn nhịn thôi, là lần lần cái tâm của mình nó sẽ trở lại là gì, là tâm Bồ Tát liền. Tại vì nó Bồ Tát có bao giờ nóng, Phật nóng bao giờ đâu, phải không? Thì nếu mình biết khiêm nhường lần lần rồi trí huệ mình nó đạt lên liền, nó mau lắm. Và nếu mình phản kháng lại, tức là cái tâm sân si của mình, tự cái tâm nóng mình nó phát lên rồi thì nó nóng mãi hoài chứ làm sao. Đó. Thì nói chung ra nói với huynh nha, bởi vì huynh hỏi em trả lời lẹ lắm, nhưng cái đúng cái sai thì tùy theo, thì theo huynh. Nhưng mà huynh có giải thích là em cũng đâu có nói đúng hay sai đâu, tại vì em nhận được em nói vậy rồi. Huynh trước khi huynh hỏi em thì đương nhiên là huynh có ý rồi, thấy không? Mà nếu cái ý em nó không hợp thì huynh trả lời lại cho em biết, thì em phản kháng làm gì? Tại vì là mỗi người mỗi hiểu được mỗi người. Nhưng mà mỗi người ngồi chung bàn này bốn người mà mạnh ai nấy nói, rồi mạnh ai nấy nhìn vào và thực hành để làm thôi. Ví dụ anh nói là 10 câu trong đó đúng một câu đi chặt 9 câu. Thì mình coi cái nào nó gà, nó đúng được một hai cái nào của cái đúng đó, cái mình gà vào cho mình. Rồi bây giờ bốn anh em cứ việc hoài như vậy nó thăng hoa hết, chứ có gì đâu gọi là khó. Thành ra đó là nói với huynh nghe đó, là mình cái đạo đời của mình nó yêu cầu biết thương yêu nhau. Với thầy mới nói đó là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, là chỗ đó mình biết cách dìu. Nếu mà mình không biết cách dìu, mình làm cho người ta quạo ngày mai, mình nghĩ chơi với người ta tức là làm sao dìu được. Thành ra còn tâm đâu rồi? để ông bà bữa nay tự giới thiệu hết, cứ để móc mình lên ông ba ra hoài. Rồi mình phải hiệp với nhau lấy tình thương rồi tới đây nó đồng bào đó, Hùng Thiện Nguyện nè, ông tùm lum là cái bằng đó hư rồi đó. Rồi thì đâu hả, giờ tùm lum đâu, nó chạy đâu mà biết đâu. Thì chốt rồi chú ơi, đâu có dám rồi, đâu có dám rồi mặt đâu đó là hả. Thằng này nó nhỏ nhất trong nhớ, nó tên gì mình nói nhỏ con nó dữ lắm, nhỏ nó có bỏ này mà. Ba bữa nay dập trần mặt cái này nhá, đưa cái mặt ông ba luôn. Tôi thấy rồi. Thấy rồi. Đang gọi cho tôi thấy á, đang gọi cho chú ba với đệ tử của chú ba đó. Rồi. Thì cũng chẳng chào đồng bào trong nhà ngoài nước, nhất là huynh đệ mình nha. Với ba tâm giáo mình dán cố gắng cho tụi nó thành công hòa bình thế giới sớm. Tụi nó tỷ phần trăm, không có đường nào nói được hết. Rồi, xin chào, rất vui vẻ nha. Thời Di Lạc lúc nào phải cười, con người mình cười cái gì.
cười mà một nụ cười bằng 1.000 khăn thuốc bổ gì đó. Rồi, cảm ơn. À. Hôm nay không